Bây giờ Hùng sẽ dẫn cả nhà mình di chuyển cùng với Hùng nha. Đây cái nhà mình xem. Đó, đường 2 tháng 4 và đường Hà Thanh nha. Chúng ta sẽ đi vào hướng này nha mọi người. Rồi tới ngay vị trí ngã ba này chúng ta sẽ rẽ qua bên tay phải nha. Đây là tổ dân phố văn hóa 1-2 Bản Đức nè. Còn nếu như mình rẽ qua bên tay trái thì mình sẽ đi ra lại được đường Trần Quý Kép nha mọi người. Rồi, tới đây thì chúng ta sẽ rẽ qua bên tay phải. À, đây chính là khu 5 căn Hà Thanh. Là nãy giờ là Hùng đã quay từ vị trí đầu đường Hàng Tư đúng không ạ? Đầu đường Hàng Tư là con đường Hà Thanh vào tới cái vị trí 5 cái căn nhà này chỉ tầm khoảng 200m thôi nha quý cô chú anh chị. Đường xá thì di chuyển rất là rộng rãi, rất là thuận tiện hơn chị ha. Đúng không ạ? Đây là cái khu vực trước sân nhà của mình này cô chú anh chị này. Đường này thì đường xá rộng rãi thôi. Và bây giờ thì Hùng sẽ quay lại phía trước và Hùng sẽ chia sẻ chi tiết cụ thể 5 cái căn nhà đó như thế nào để cho cô chú anh chị chúng ta tìm hiểu kỹ hơn nha. Rồi trước khi cô chú anh chị chúng ta ra quyết định ạ. Xin mời tất cả cô chú anh chị. Hiện trạng là Hùng đang đứng trên đây là con đường trước nhà nha quý cô chú anh chị. Và bây giờ thì Hùng sẽ chia sẻ theo thứ tự 5 căn nhà đó cho cô chú anh chị chúng ta tham khảo nha. Rồi, đầu tiên đây là căn nhà số 1 anh chị nè. Đây là căn nhà số 1 của mình nè. Tất cả 5 căn nhà của mình nó đều kết cấu là một trệt một lầu, 3 phòng ngủ nha anh chị nha, 3 phòng vệ sinh. Giấy phép là chuẩn chỉnh rồi. Đây là cái căn nhà số 1 nè anh chị nè. Đó, căn nhà số 1 này là hướng tây nam anh chị ha. Đường phía đất của mình rộng rãi anh chị nha. Đó, đây là căn nhà số 1. Từ ngoài vào anh chị nha, từ ngoài vào. Đây là con nhà số 1. Rồi. Qua đây. Đúng ạ. Đây là căn số 2. Số 2 đây. Số 2 này thì cái đường phía đất của mình thì tầm 3,5m cho tới 4m nha anh chị. Đây. Đó, 4 căn này. 4 căn này. Căn 2, căn 3, căn 4 là đều là hướng đông nam hết nha anh chị, đều tất cả đều là mới xây, xây dựng rất là đẹp nè cô chú anh chị. Đây, đây căn số 2, số 3, số 4, số 5 kia. Anh chị ạ, đó. Đây đều là hướng đông nam hết nha cô chú anh chị. Diện tích một căn nó sẽ dao động từ 66m nha anh chị, 66m cho tới là 90m. Riêng cái căn số 5 này anh chị view đẹp hơn. Phía sau là có thêm cái hồ nữa anh chị này. Phía sau là có thêm có cái hồ cá nữa cho nên là không gian rất là rộng rãi đúng không? Cái hồ anh chị thấy mặt zoom lại anh chị này. Phía sau bên đây có cái hồ nữa anh chị nha, nên rất là mát anh chị ha. Rồi đường đây anh chị thấy mặt có xe ô tô này anh chị đó. Xe ô tô đậu thoải mái luôn anh chị nha, hướng đông nam rất là mát mẻ. Căn đây tất cả đều gia chủ đều mới xây hết, đảm bảo về pháp lý hết nha anh chị, rõ ràng hết, có sổ đỏ này, rồi có giấy phép xây dựng này, nhà hoàn công này anh chị nha. Đó, đường rộng rãi luôn. Đó, nằm tại phường Vạn Thắng nha anh chị, phường Vạn Thắng. Giá dao động của mỗi căn là dao động là từ 3,450 tỷ cho tới 3,750 tỷ, tùy theo căn, tùy theo cái diện tích nha anh chị. Anh chị nha, đó mình ngắm anh chị coi này, rất đẹp đúng không ạ? Ở nhà phố mà có một cái căn mà đầy đủ những cái tiện ích không chị ha. Có cái không gian sinh hoạt, có không gian đậu ô tô, rồi gần tiện ích điện đường trường trạm, gần các tiện ích như siêu thị, Bách Hóa Xanh vân vân, mà không quá xa trung tâm thành phố anh chị nha. Rồi quý cô chú anh chị nào mà quan tâm có thể inbox cùng gửi thêm thông tin cho cô chú anh chị tham khảo.